mến chào quý khán giả, mến chào tất cả anh em đam mê những chiếc cano vỏ lãi composite để lắp đặt những cỗ máy mình chạy trên sông nước chơi á. Đầu video mình cũng chúc tất cả luôn vui khỏe bình an trong cuộc sống nha. Máy cũng lớn á. Đây nhà cũng được một cây mai. Cây mai này mình trồng cũng tính ra dám trên 10 năm rồi á. Chiều cao nó cũng chắc được gần 2-3 mét quá. Cây này mình lặt lá hôm 12 tháng chạp. Năm nay giống như nó bị gặp mấy cái cây này, nên bông nó cũng không có sai lắm. Nụ thì nhiều, nụ thì nhiều mà nó nở lâu gao vậy đó. Cái gốc cũng cả chục năm, trên 10 năm rồi cái gốc, so với cái lon bia nè, quá lớn rồi. Chắc năm nay dời nó ra ngoài, ở đây nó gần cái rào. Cái này nó không phải được một cốt nha, mà nó nhiều, lên trên nó nhiều nhánh lắm. Quay thấy không? Bên trên nó nhiều nhánh, bởi vì cái tàn nó nhiều nhánh á, nó dày nhánh trên. Nó ra nhiều cắt sữa. Quý khán giả theo chân mình đi ra xem mà chỉnh xăng cái máy Volvo 4 máy xăng chơi ha. Theo coi chơi giải trí vui chơi thôi mà. Còn cái mai này thì làm thí đại chứ đâu có biết sửa đâu. Làm chơi mà. Ngày hôm đó là nó chạy im mà ta mà đậu hôm nay rồi lửa nó bị lệch bị gì nó ngại. Là cái miệng xăng nó mới đúng. Còn mình sửa đứng lại bị ngọt xăng. Sửa đứng là cái này nó tung xuống ngọt xăng. Là nó chạy được nó bị ngọt xăng. Thì cái miệng xăng nó nghiêng chứ nó ngọt xăng chạy được á. Cái đó một á lỡ hai là chiên gì đó nó ngon. Kiểu cộng xăng nó nghiêng quá nó chút xăng vô trong cái ngọt. Chiên về là cái máy dầu, máy xe với máy một máy không? Cái này nó tới 4 máy. Đúng rồi, của đó. Cái máy này hơi nghiêng nè. Cũng nghiêng xịn mà. Cái lốc nó nằm xéo qua bên mà. Nó nghiêng nó mới đúng được cái hộp xăng. Đây các bạn thấy nhất nè. Rồi. Nạt nước nó dằn rồi kìa. Bỏ nước dằn sáng hết. Không quay. Cái máy xe luôn trời. Một bốn hai ba nó hệ máy thủy mà nó chạy ra cái máy xe 1423 mà cái khung xăng nó ngộ rất điện thua lên cái nó thua ra nó bút thuốc xăng nó tua ra cái tâm xăng nó bung ra
Tại vì này mình nhìn thấy á, nó bung xăng lên gì nè, cái nó hút hút lại, nó hơi nó hút thuốc nha, nó cứ xè xăng lên gì nè, như cái bét phun tứ của mình vậy đó, nó cái lượng xăng nó đưa ra kiểu vậy đó, rồi bắt đầu hút vô, còn hút thì nó phun ở trong đó, nó xè ra trong rồi nó hút vô, là mở cái nắp ở trên là nhìn thấy rõ ràng luôn. Cũng như cái đã biết sao mình chỉnh được không thôi. Cái máy xăng mình á, nó chỉnh xăng nhiều được không? Là nó phun lên, nó hút lên. Nó văng lên rồi cái boe nó mới rút cho vô. Còn cái nó này cũng vậy thôi. Phun lên nó hụt vô, rút vô, phun lên rút vô. Kỳ á. Nó phun ngang. Giúp nói chung ra nó túa ngang cái gì rồi nó hút vô. Như cái bét xè mình tứ, như cái bét tứ vậy đó. Nó xè ra vậy nè, mình thấy là mở cái vàng này nè là nhìn thấy chạy là nó rút xăng. Thôi mới bình xăng là tôi cũng đánh được luôn ra. Người cái gì không biết kìa, đụng vô bậy bãi chạy hồi là nó lạnh gắt luôn á, cái bình đó đóng như một xương luôn. Nó ra một xương. Vậy chứ thổi ông ai xăng lên mà. Nó giống như cái bình qua chín là trước vậy đó. Ừ. Chạy hồi nó bắt lự cái bình đó, cái đóng một xương luôn mà. Ủa cái nó có chỉnh xăng chỉnh gì được không thì mình không biết. Không, mấy cái thằng độ mình xăng làm được. Chuyên dụng á. Cái này mà không biết thằng nào không. Bình cano vô. Ờ, không, lấy cái bình này ra là có thể nó nghiên cứu làm được cái thằng mà dưới dốc cầu thơ á. Cái bình xăng này nó cũng đơn giản lắm ơi. Cái thằng đó mấy thằng đó có thể nó độ bình xăng là được, cũng như nó đem giống như xem đa mà nó đục cũng đẻo gì mình không biết. Nó làm cho tốc độ lên á là làm được. Thêm xăng. Ờ. Mà găm ti thì nó dư. Mà cái lớn thì nó đủ. Là nó làm được cho mình mà mình không dám. Tại vì nó chuyên dùng bên đó rồi là làm được. Đem cặp bình xăng này ra, nó không biết cái bình xăng này của cái gì nữa. Không, mấy đó hay lắm. Bỏ nó sửa chứ còn chuyển có mấy chục triệu rồi. Chứ còn chuyển à. Ví dụ làm lại chị ngon rồi, chứ này chị em mình. Không gắn cái bơm trộn luôn. Nó đi cho cầm kệnh. Nó cần. Không được xác luôn đó. Mấy này. Nên ta cắt, có cắt cái quạt trong không? Cắt bỏ cho nó nước nó mặn. Cán. Quá điện 650 vô nhiều. Tông nhiêu ly. Đó, có cái gì. Có mạc quá. 650. G ít 200. G ít 200. Hôm đó ngày ấy điện về tôi có chưa vụ chơi này. Có bốn máy gì nè mà chạy dầu mà để không đa luôn. Mà chạy dây go vậy nè. Nó dữ lắm mới 99% luôn, tôi nói thôi mày dây qua mà chơi gì. Lúc đó mình chưa có chơi. Này dây qua nè. Ừ. Nó tù cao lắm chú ơi. Chú chơi cái máy này đi. Tôi nói thôi mày ơi. Đi dây qua dưới đây xuống sông chạy không nổi. Mình nói vậy đó. Lúc đó mình chạy vỏ thì không mà đâu có nghĩ gì vậy. Tới chừng bán sau này nó không bán đi 56 cũng vừa coi gò. Ừ. Dây qua. Trời ơi người này dễ chết mẹ. Đúng 500 ngàn mấy miếng đường căng đi. Làm gì? Mình phải có dễ ai nói đâu có già chạm nó phải nắm bắt nó mới dám lên gỡ. Rồi thử coi. Dễ ai có nói giờ là. Thôi. Tối đây nè. Ừ mà cái dạng như lửa nó còn đốt nổ cho nó chặt đó. Nhưng cái căn mình nó không nghe. Chỉnh bù ghi không nè. Bỏ bù ghi rồi anh. Má bù ghi mở ra mình dặn vô khó dặn lắm. Nó xéo quá. Nó hộp ở trong nữa. Chua lắm chua. Mở dặn bô ra. Chạy bạo hơn cái máy thủy của tôi đó. Không, cái máy nhỏ chạy ghê lắm à.
cái máy nó lực lên á, mà chuyên dịch chưa đúng không á. Cái vậy tôi thấy cái máy quá chạy là làm như hết ga là lên khơi là nó hơi nhẹ á. Dạ. Thấy hả? Ừ. Thấy heo. Nó hi 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 hi. Bạn này chơi có bao gì không đã rồi. Nổ ghê quá. Vậy chứ làm sao nữa? Chơi quá mắm lại chứ chiếu nổ ghê quá trời. Không là nó không để gì. Hồi đó nó bích lên sao. Trước rồi không gọi lại này nè, cái mà làm mặt bích ra là một ống. Chạy yếu hơn. Chạy cái ghê quá, cái hơi làm cái ghê quá. Vết ngàn đó. Không, cái này mà ông chừng nào á ông liên hệ với cái thằng mà chủ bò bo á bảo đảm ông luôn, nó làm cái máy này không chạy không đạt không lấy tiền thằng đó, nó dám gớ rồi chứ mấy tôi là không có vé nào dám giữ thằng này, chỉnh thì chỉnh đi thôi chứ không dám giữ đâu, chỉnh tầm bậy là mệt thế đó lắm. Cái này nó tính độ lên bình khăn đồ lên, độ lửa đồ lên nữa, độ cam rồi nữa. Không, cái này á, cái chừng nó biết á, thì nó trục chặt cái gì hoặc cái gì nó làm lại chút xíu là nó nhảy nó ngon. Độ độ cam rồi. Chứ mấy cái thằng này ông tính đi, nó không nhảy rồi đó sao dám để chưa lửa. Tầm bậy là đang ra đề đang học máu thôi, ta chết hay gì. Tại mình làm cái gì chưa đúng á. Tôi nói hiểu không? Người ta đúng rồi là xăng lại nhảy lắm nhảy. Máy này là nó chạy đun vết chứ không phải là chạy chưa lửa. Nó bị xăng nó nhảy không phải không phải hại chữa lửa. Mà tôi nói ông nó chắc nhảy xăng là nó nhảy. Đúng lửa rồi là nó nhảy. Nhảy nhất là đúng rồi. Nó nằm ở bên cái chạy cano á. Nó là của máy cano á. Trời ơi ông á, mấy thằng này là phải nhảy thôi. Xăng là nó phải nhảy thôi. Rồi cái này là không thấy mấy thằng đó thì muốn làm được chứ mấy tôi là vô chạy. Tôi chạy mày đó. Tôi giống gớ đó. Chu kỳ nhức đầu quá. Không có định được. Không có định vậy được. Cũng như con heo quá thì định vị được, bác thì định vị được. Mình chiên về bên đó rồi, định vị bữa nay được mơi cũng được à. Còn cái thằng này bà nổi tôi nữa mà. Thằng này nó bốn cái bông ghi. Phải không? Là sao ông canh cho nó đều. Tôi nói đơn giản vậy đó. Ông dòm sao đều được. Còn cái thằng chuyên nghiệp nó nổ lên là nó biết là cái máy nào nổ ngọt cái máy nào không. Đều lửa hả? Đều xăng. Còn như cái máy xe thì mấy tôi phá quét cho tôi biết cái máy nào yếu cái máy nào mạnh. Như hai cái bình thì thôi nè. Cái chạy 9, cái chạy 10 là mấy người khác rồi. Đâu có hiểu. Cái này là tôi nghĩ vào nó ghim là chạy rất ngon. Còn lại ghim rồi. Tại vì cái này chưa đúng cái gì đó. Cái máy nổ gì đó. Phát lộc nha.